Nhu cầu nước sạch của người dân tại các đô thị là rất lớn, trong khi đó thì nguồn cung chưa bao giờ đáp ứng đủ, còn các dự án thì lãng phí. Câu chuyện người dân khát nước sạch tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có thể được xem là một ví dụ điển hình. 8 năm kể từ khi trạm cấp nước ở đây được phê duyệt và hoàn thành xây dựng, công trình này vẫn chưa cung cấp được một giọt nước sạch nào cho người dân nơi đây. Những chiếc chai đựng nước sạch của nhà bà Ngô Thị Tâm. Từ nhiều năm nay, chúng là nguồn nước chính của gia đình. Dù chất lượng nước không hẳn đã được đảm bảo. Tôi cũng không yên tâm về cái nguồn nước ở chỗ này. Đấy. Lúc thì đen, lúc thì vàng. Đấy. Nên là chúng tôi cũng lo lắng về chuyện nước ở cái khu vực này. Đấy. Có nhiều cái bẩn thối, cống rãnh rồi đi ra rồi nước phân nước giếc là nó ngấm xuống là nó ăn ngấm vào nước là nước nó là mình hút lên là mình ăn thôi. Trong khi gia đình bà Tâm cùng rất nhiều gia đình ở đây đang hàng ngày mong mỏi nước sạch thì trạm cấp nước này lại chưa thể cung cấp được một giọt nước nào. Dù trước đó nó được xây dựng trong niềm vui mừng và sự kỳ vọng đem lại cuộc sống tốt hơn cho những người dân nơi đây. Cùng với đó, nhiều gia đình cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền không hề nhỏ để lắp đặt đồng hồ và đường ống nước sạch vào tận nhà. Nhưng đến nay, những con số chưa một lần nhảy múa. Hai cái đồng hồ là mất gần 2 triệu bạc. Và thế nhưng mà tình hình đến năm đến giờ là hiện nay nước sạch không có thì chúng tôi đã có phản ảnh đối với các kỳ tiếp xúc cử tri chúng tôi đề đạt lên phường. Nhưng mà phường thì cũng chỉ có đề xuất lên với quận, với thành phố. Thì nhưng mà nước sạch thì hiện nay vẫn chưa có. Thế không biết là đến bao giờ mới có. Riêng cái xóm nhà tôi nó cũng phải mất 400-500 triệu. Tại vì có nhà mất hơn 2 triệu. Đấy. Thế nhưng mà vì các anh cứ bảo là sẽ có nước về thì đằng nào cũng phải đóng tiền. Đấy, cứ đóng tiền trước đi thì sau không phải đóng. Thế nhưng mà đồng hồ thì hết hạn 3 năm rồi. Xem giấy bây giờ tờ vẫn còn nhưng hết hạn rồi. Thế nhưng mà chả thấy nước đâu cả. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Thượng Cát cho biết, nguồn nước tại các điểm khoan không đảm bảo chính là nguyên nhân khiến công trình này không thể đi vào hoạt động. Hiện nay chúng tôi cũng đã làm việc với công ty nước sạch và cũng xác định rằng công ty nước sạch là công ty kinh doanh cái nguồn nước này. Và chúng tôi cũng đặt vấn đề với công ty là anh sẽ đầu tư toàn bộ. Còn người sử dụng cái nước sạch của anh thì có trách nhiệm phải trả tiền. Và chúng tôi cũng chưa đặt vấn đề là người dân tiếp tục phải đóng góp. Và bây giờ nếu như sau này mà thực hiện được đúng như thế này thì còn lại cái phần giải quyết những cái tồn tại của nhân dân trước đây đóng tiền như thế nào thì chúng tôi sẽ có những cái bàn bạc để thống nhất. Cũng theo ông Thành thì dự án nước sạch sẽ sớm được triển khai trở lại để trong năm 2016 nhân dân Thượng Cát sẽ được dùng nước sạch. Được đầu tư xây dựng với số tiền không hề nhỏ, dự án này có lẽ đã thỏa mãn được một số mục đích nào đó ngoài việc cấp nước.